Cô chào tất cả các em, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trên truyền hình. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt lớp 2. Các em thân mến, để giờ học được hiệu quả, các em cần chuẩn bị vở hoặc sổ tay để ghi chép, bút, thước. Các em lưu ý không ngồi quá gần màn hình, tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ của bài học nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Trong tiết học hôm nay, cô trò mình sẽ cùng nhớ lại tư thế cầm sách, tư thế đứng, ngồi, đọc sách và ôn lại kỹ năng đọc một bài thơ. Đầu tiên, chúng ta cùng ôn lại tư thế cầm sách nhé. Theo em, chúng ta cầm sách như thế nào mới đúng? Các em hãy vừa lắng nghe cô nói, vừa quan sát hình minh họa nhé. Các em cầm sách bằng hai tay, gáy sách đặt trên cánh tay trái. Tay phải của chúng ta đặt ở mép bên dưới, bên phải để thuận tiện lật sách. Sau khi quan sát hình minh họa và lắng nghe cô hướng dẫn, thì bây giờ các em hãy thực hiện cầm sách đúng tư thế nào. Các em có thể soi gương hoặc nhờ cha mẹ, người thân quan sát giúp để biết mình đã cầm sách đúng như cô hướng dẫn chưa nhé. Cô hy vọng tất cả các em sẽ thực hiện được tư thế cầm sách thật đúng và thật đẹp. Các em hãy nhớ luôn thực hiện mỗi khi đọc sách nhé. Các em ơi, ngoài việc cầm sách đúng tư thế thì cô cũng có một số lưu ý về tư thế ngồi hoặc đứng đọc sách. Vậy ngồi đọc sách thì chúng ta sẽ ngồi như thế nào? Các em hãy quan sát hình minh họa và lắng nghe cô hướng dẫn. Chúng ta ngồi thẳng lưng, sách mở rộng trên mặt bàn, giữ khoảng cách giữa mắt với sách khoảng 25 cm. Còn khi đứng đọc sách, chúng ta cũng cần giữ thói quen đứng thẳng lưng, cầm sách bằng hai tay như cô đã hướng dẫn, giữ khoảng cách giữa mắt với sách khoảng 25 cm. Việc giữ thói quen này sẽ giúp chúng ta có dáng người đẹp đó các em. Cô mong rằng chúng ta sẽ luôn duy trì tập cho mình thói quen ngồi đọc sách, đứng đọc sách, đúng tư thế để tránh cong vẹo cột sống và các tật về mắt các em nhé. Sau khi đã thực hiện tốt các điều trên, cô trò mình chúng ta cùng nhau ôn lại kỹ năng đọc nhé. Bây giờ, các em hãy quan sát và cho cô biết. Em nhìn thấy bức ảnh này có gì đặc biệt nào? À, các em ơi, trong ảnh xuất hiện một chiếc cầu vồng với 7 sắc màu thật rực rỡ phải không nào? Vậy, các em có đoán được nội dung đọc hôm nay cô trò chúng ta học là gì không? Bài hôm nay chúng ta sẽ đọc đó là bài 7 sắc cầu vồng của tác giả Ngọc Hà. Tác giả đã cảm nhận thế nào về cầu vồng? Cô mời các em theo dõi cô đọc bài thơ. Trong lúc lắng nghe cô đọc, các em hãy quan sát trên màn hình và đọc thầm theo cô nhé. 7 sắc cầu vồng. Vừa mưa lại nắng, hay có cầu vồng. 7 màu tươi thắm, bé mừng vui trông. Màu đỏ mặt trời, màu cam đu đủ, màu vàng cá bơi, lục kia màu lá. Màu lam đám mây, màu chàm áo mẹ, màu tím hoa sim, 7 màu yêu thế. Cầu vồng ẩn hiện, rồi lại tan mau, đất trời bừng tỉnh, sau cơn mưa rào. Ngọc Hà. Muốn đọc tốt một bài tập đọc thì trước tiên chúng ta cần phải đọc đúng những từ ngữ khó. Cô sẽ hướng dẫn các em đọc một số từ khó trong bài. Mời các em quan sát và đọc to theo cô nhé. Từ đầu tiên mà chúng ta cần lưu ý là cầu vồng. Các em lưu ý vần ông trong tiếng vồng. Các em đọc lại theo cô. Cầu vồng. Cầu vồng. Cầu vồng. Từ thứ hai là từ mặt trời. Chúng ta lưu ý đọc âm trờ trong tiếng trời. Các bạn cùng đọc theo cô nhé. Mặt trời, mặt trời, mặt trời. Từ thứ ba là từ màu chàm. Chúng ta lưu ý vần âu trong tiếng màu. Các em đọc cùng với cô. Màu chàm, màu chàm, màu chàm. Từ tiếp theo chúng ta cần luyện đọc là từ bừng tỉnh. Chúng ta lưu ý vần ưng trong tiếng bừng. Các bạn cùng đọc với cô. Bừng tỉnh, bừng tỉnh, bừng tỉnh. Bây giờ các em hãy cùng cô đọc lại một lần nữa các từ khó nhé. Cầu vồng, mặt trời, màu chàm, bừng tỉnh. Ngoài các từ vừa luyện đọc ra, các em hãy cố gắng rèn đọc thêm một số từ ngữ trong bài đọc mà mình chưa đọc đúng nhé. Ngoài việc đọc đúng, chúng ta cũng cần lưu ý cách ngắt nhịp khi đọc bài thơ. Các em cùng luyện đọc với cô khổ thơ 1 theo nhịp ngắt đúng nhé. Bảy sắc cầu vồng, vừa mưa lại nắng, hay có cầu vồng. Bảy màu tươi thắm, bé mừng vui trông. Bây giờ các em hãy lắng nghe và đọc lại cùng cô một lần nữa nào. Bảy sắc cầu vồng, vừa mưa lại nắng, hay có cầu vồng. Bảy màu tươi thắm, bé mừng vui trông. Cô mời các em cùng đọc lại nhé. Cô vừa hướng dẫn các em luyện đọc từ khó và cách ngắt nhịp của một đoạn thơ. Bây giờ, các em đã sẵn sàng với thử thách luyện đọc theo khổ thơ và đọc toàn bài thơ chưa nào? Bài thơ có 4 khổ thơ. Các em hãy chọn một khổ thơ để đọc nhé. Bây giờ, bạn nào có thể đọc cả toàn bài thơ rồi? Các em hãy đọc thật to và rõ ràng cho cả nhà cùng nghe nào. Cô tin rằng các em sẽ đọc thật tốt và được mọi người khen ngợi. Cô và các em vừa luyện đọc bài thơ. Thế thì các em hãy tìm giúp cô trong bài đọc các tiếng có chứa vần inh, vần ưng và vần ông nhé. Đã tìm được rồi phải không nào? Những tiếng có vần inh trong bài thơ là tiếng tỉnh. Các tiếng có chứa vần ông là tiếng vòng, trông. Còn các tiếng có chứa vần ưng là mừng, bừng. Cô nghĩ rằng đây là một thử thách không quá khó khăn với các em, đúng không nào? Yeah! Nào, vậy bây giờ mời các em đến với thử thách tiếp theo của cô. Cũng là vần inh, ưng và ông. Các em hãy tìm ngoài bài đọc các tiếng chứa vần này nhé. Thử thách của các em sẽ có 5 giây bắt đầu. em đã tìm được những tiếng nào rồi nhỉ? Hãy đọc to cho cả nhà cùng nghe nào. Và giờ các em hãy cùng xem thêm một số tiếng cô có nhé. Với vần ông, cô có tiếng hồng, sông và thông. Với vần inh có tiếng sinh, kính, tính. Với vần ưng, cô tìm được từ trứng, gừng, lưng. Và chắc chắn các em còn tìm được nhiều tiếng nữa có chứa ba vần này phải không nào? Các em ạ, để hiểu thêm về bài tập đọc, cô và các em sẽ cùng nhau trả lời một số câu hỏi. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Em hãy kể tên các màu sắc được nhắc đến trong bài thơ. Cô mời các em suy nghĩ để tìm ra câu trả lời. À, đáp án của cô là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu lục, màu lam, màu chàm và màu tím. Cô chúc mừng các em đã có cùng đáp án với cô. Các em ạ, đúng như tên gọi của bài thơ Bảy Sắc Cầu Vồng. Cầu vồng có đến 7 màu các em nhỉ? Thế đó là những màu nào vậy các em? Cô mời các em cùng tham gia hoạt động tô màu với cô nhé. Các em hãy quan sát hình vẽ. Màu đầu tiên của cầu vồng là màu gì nhỉ? À, đúng rồi. Màu đầu tiên là màu đỏ. Cô mời các em tiếp tục thực hiện tô màu còn lại vào trong hình vẽ sao cho đảm bảo thứ tự các màu của cầu vồng theo bài thơ mình đã đọc nhé. Là các em đã hoàn thành bài làm của mình rồi. Cùng xem đáp án với cô nhé. Cô sẽ tô màu thứ hai là màu cam. Màu thứ ba là màu vàng. Màu thứ tư là màu lục. Màu thứ năm là màu lam. Màu thứ 6 là màu chàm. Và màu thứ 7 là màu tím. Vậy là cầu vồng của chúng ta đã hoàn tất. Thật là rực rỡ phải không các em? Yeah! Vậy theo các em, cầu vồng thường xuất hiện khi nào? Cô có 3 đáp án. Chúng mình cùng đọc kỹ các đáp án, suy nghĩ và lựa chọn nhé. A. Khi trời mưa xong lại nắng lên ngay. B. Khi trời tạnh mưa. C. Khi trời nắng. Các em đều có câu trả lời rồi phải không nào? Đáp án của cô là A. Khi trời mưa xong lại nắng lên ngay sẽ thường xuất hiện cầu vồng. Cô chúc mừng các em có cùng đáp án với cô nhé. Các em ạ, cầu vồng với 7 sắc màu đã tạo nên một ấn tượng đẹp đẽ và đi vào ký ức tuổi thơ của mỗi người với những màu sắc rực rỡ, lung linh. Khi trời mưa xong lại nắng lên ngay thì sẽ xuất hiện cầu vồng. Cầu vồng gồm có 7 màu, đó là màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Cầu vồng xuất hiện và tan biến đi rất nhanh. Điều đó cũng tạo nên sức hấp dẫn riêng của hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này. Như vậy, để đọc bài thơ này, các em sẽ đọc với giọng trong sáng, tươi vui và đầy tình cảm nhé. Các em ạ, qua phần tìm hiểu bài vừa rồi, chắc hẳn các em đã nhớ được nội dung của bài thơ. Trên màn hình là bài thơ Bảy Sắc Cầu Vồng, nhưng đã bị mất đi một số từ ngữ và được thay bằng hình ảnh. Các em hãy thử sức đọc lại toàn bài thơ này cùng cô nhé. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Cùng đọc với cô nhé. Bảy sắc cầu vồng, vừa mưa lại nắng, hay có cầu vồng. Bảy màu tươi thắm, bé mừng vui trông. Màu đỏ mặt trời, màu cam đu đủ, màu vàng cá bơi, lục kia màu lá, màu lam đám mây, màu chàm áo mẹ, màu tím hoa sim. Bảy màu yêu thế, cầu vồng ẩn hiện, rồi lại tan mau. Đất trời bừng tỉnh, sau cơn mưa rào. Ngọc Hà. Cô trò mình đã vừa cùng nhau ôn luyện kỹ năng đọc qua một bài thơ thật dễ thương. Để khen ngợi cho các em đã tham gia giờ học thật tốt, cô muốn dành cho các em một vài phút thư giãn bằng một thử thách nhỏ. Các em hãy quan sát bức vẽ của một bạn nhỏ trên màn hình. Bức tranh vẽ gì các em nhỉ? À, đúng rồi, đây là bức tranh vẽ cầu vồng đấy. Và thử thách cô muốn dành cho các em là: mỗi em hãy tưởng tượng mình là họa sĩ nhí, vẽ một bức tranh thiên nhiên có sự xuất hiện của cầu vồng và tô màu thật rực rỡ nhé. Sau đó, các em hãy giới thiệu bức tranh và đọc thật hay bài thơ cho cả nhà cùng nghe. Cô nghĩ rằng cả nhà sẽ rất thích đấy các em ạ. Và nếu có điều kiện thì các em có thể nhờ ba mẹ hoặc người thân chụp hình bức vẽ và ghi âm giọng đọc của mình để gửi tới thầy cô giáo để được đánh giá nhé. Cô tin là các em sẽ làm rất tốt. Buổi học trên truyền hình của chúng ta đến đây là hết rồi. Để chuẩn bị cho tiết học sau, các em cần chuẩn bị vở, bút, thước. Và ở tiết học sau, cô cùng các em sẽ ôn lại tư thế ngồi viết, cách cầm bút và kỹ năng nhìn viết các em nhé. Cô xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau.